anh ạ, hôm nay em xin giới thiệu với các anh một dòng Wulong 2-in-1 của Makita, hàng không than 3 tốc độ bên em nhé. Một bộ sẽ bao gồm là một máy ạ, hai pin ạ, pin là pin châu 10 cell nhé, và một sạc bàn. Đi theo bộ là tặng kèm thêm các anh một khẩu 22 và một dây đeo như thế này ạ. Con này thì là hàng ngon đấy ạ. Con này thì đầu Wulong lỗ nên là các anh có thể là vừa bắn vít vừa siết ốc mà không cần đến đầu chuyển đổi nhá. Thì các anh muốn bắn vít thì các anh lắp cái từ tô hoặc là mua bắn vít vào như thế này ạ. Cái này thì nó là hàng không than, chạy rất là êm và là hàng 3 tốc độ nữa nên là bắn rất là ngọt nhá. Cái này bản mã 8 ly các anh chơi thoải mái. Còn các anh muốn siết ốc thì các anh lắp khẩu vào thôi. Đấy, rất là ngọt. Thì nhà em đang bán với giá là 1.100.000 thôi. Các anh mua hàng bên nhà em thì được kiểm tra hàng, test được hàng thoải mái, ok mới thanh toán nhá. Anh nào có nhu cầu thì inbox xuống bên dưới bài viết cho em ạ. Bên em sẽ gọi điện tư vấn nhiệt tình cho các anh nhá. Em cảm ơn ạ.